Thanh Huy và Ngọc Hương xin kính chúc quý vị và các bạn một năm sức khỏe an lành, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng. Wow, anh nghĩ là khi mà chúc xong là anh có khí thế lên rồi đó. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn cho Ngọc Hương nè, cùng quý vị khán giả một món ăn cổ truyền ngày Tết của dân miền Trung chúng ta với tên gọi là bò thân. Để chế biến món bò thân này chúng ta cần những nguyên liệu và gia vị sau: bò, bánh mì, dừa tươi, salad và rau thơm, dưa leo, ớt, sừng, sả, cà chua, mỡ gáy heo, hành tím, tỏi, ngũ vị hương, đậu phộng giã nhuyễn, dầu ăn, nước mắm, đường, tiêu, muối, nước tương lisa. Và một gia vị không thể thiếu được, đó chính là hạt nêm Arigon. Bây giờ thì anh em mình bắt tay thực hiện đi anh Huy. Đúng rồi, trước hết là anh sẽ cắt phần thịt bò này ra làm đôi. Anh lạng mỏng ra, chúng ta sẽ lạng thịt bò ra tạo thành một miếng như thế này. Chúng ta sẽ dùng sóng dao hoặc là cái búa đập thịt. Chúng ta sẽ đập cho thịt bò mỏng ra như thế này, để khi ướp gia vị thì gia vị thấm đều vô trong và miếng thịt bò sẽ được mềm ngon hơn. Đây, như thế này là được rồi. Tiếp theo phần mỡ heo chúng ta cũng cắt dài theo chiều dọc. Bây giờ chúng ta sẽ ướp nha. Anh sẽ ướp phần thịt bò này. Chúng ta sẽ ướp với đường nè. Ướp thịt bò với đường. Mình cũng trải ra cho dễ thấm gia vị đúng không? Đúng rồi. Tiêu, muối, ngũ vị hương. Và anh sẽ cho một ít nước tỏi và hành. Mình ướp xong rồi mình để trong bao lâu ha anh Huy? Khoảng 10 đến 15 phút cho thấm gia vị. Tương tự như vậy thì anh cũng sẽ ướp phần thịt mỡ này với một chút xíu muối. Mỡ heo cũng để trong khoảng 15 phút luôn ha anh Huy? Chính xác rồi. Bây giờ thì thời gian ướp thịt đã đủ rồi, thịt đã thấm gia vị rồi. Chúng ta sẽ cho vô một ít dầu ăn. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cuộn thịt. Trải thịt ra thớt. Bỏ mỡ vô. Mỡ heo vô. Sau đó anh sẽ cuộn lại. Dạ. Phần thịt sau khi cuộn xong, anh sẽ lấy chỉ quấn lại. Ta sẽ quấn đều lại. Bây giờ sả này anh sẽ đập dập ra một chút xíu. Chúng ta sẽ nấu cho nó thơm mùi với bò nha. Dạ. Anh Huy ơi, chảo nóng rồi, em cho dầu ăn vô nha. Rồi, em cho xíu dầu ăn vô cho anh. Chúng ta sẽ cho bò vô. Này, em phụ anh Huy cho. Anh nhớ trở về đó. Dạ. Lên màu vàng đẹp chưa? Mình chỉ cần chiên sơ thôi đúng không anh? Chiên sơ cho thịt bò săn lại. Thịt bò em thấy cũng đã lên màu đẹp rồi. Dạ. Anh sẽ gấp thịt bò này ra. Đây, tiếp theo là anh cho sả vô, lót phía dưới nè. À, mình lót sả phía dưới để cho thịt không bị khét đúng không anh Huy? Chính xác, và sả còn có tạo được cái mùi thơm cho thịt nữa. Vậy thì quý vị khán giả hãy cùng với Ngọc Hương lưu ý điều này. Chúng ta sẽ lót sả ở dưới đáy nồi để giúp cho thịt không bị khét và làm cho món ăn của chúng ta thêm mùi thơm. Và chúng ta sẽ đậy nắp lại để lửa riu riu. Còn một điều này nữa anh quên nói với Ngọc Hương. Điều gì vậy anh Huy? Để cho món này được thơm và ngon thì chúng ta phải phi thơm hành nè, tỏi nè. Dạ. Chúng ta phi xào thơm lên và chúng ta bỏ vô. Đây. Trong lúc chờ đợi món này chín thì chúng ta sẽ sử dụng cà chua, salad và dưa leo để cắt ra sẵn trang trí. Dạ. Em nghĩ là được rồi đó anh Huy ha. Thơm rồi đó, Ngọc Hương tắt lửa đi. Ngọc dạ. Hương cho vô đây giùm anh. Anh cũng sẽ sắc một vài lát ớt. Rồi, bây giờ nước nó thấm lại và rút xuống như thế này. Anh nghĩ là cũng được rồi. Thơm quá chừng thơm luôn. Bây giờ anh sẽ cho đậu phộng giã nhuyễn vô. Và chúng ta sẽ đảo đều. Đây. Lúc này thì chúng ta có thể gấp sả ra được rồi. Chúng ta chỉ cần nấu sệt là thêm một chút xíu nữa để đậu phộng hòa quyện vô cái hương vị béo éo vô cái miếng thịt này. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với món này, một số bà con chúng ta thích màu sắc cho đẹp, chúng ta cũng có thể cho thêm một ít màu dầu điều vô. À. Sau cùng là chúng ta nêm một chút xíu nước mắm để cho hương vị thêm đậm đà. Đậm đà.
mình phải cắt bỏ chỉ trước đúng không anh Huy? Cắt bỏ chỉ trước. Đây bây giờ anh Huy sẽ cắt ra từng khoanh. À, nhìn thật là hấp dẫn. Đây, Ngọc Hương thấy ở chính giữa là phần nhân rất là ngon đúng không? Dạ. Nếu mà chúng ta không thích ăn mỡ thì có thể thế bằng thịt ba chỉ. Cũng rất là thích hợp. Đúng rồi. Một ít ngò rí và rau thơm lên. Sắc lát nè. Bây giờ xong hết rồi. Phần nước sốt là không thể thiếu được. Nước sốt đậu phộng hơi sạch sạch. Anh sẽ rưới lên từng miếng thịt bò như thế này. Hương ơi, dạ. Bây giờ anh sẽ gấp cho Ngọc Hương một miếng. Dạ. Em đang nóng lòng chờ đợi đó. Đúng rồi. Em thấy có đậm đà không? Wow, thật là tuyệt vời đó anh Huy. Quý vị khán giả thân mến, món bò thưng ăn rất lạ miệng. Có vị bùi bùi béo béo của đậu phộng. Bò thì mềm, mỡ thì rất là thơm. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng. Hãy đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình mỗi ngày một hấp dẫn hơn. Vẫn có hai cách thức quen thuộc. Quý vị có thể gửi thư về hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.